Từ trước đến nay thì chúng ta vẫn luôn nhận định những chiếc máy trong phân khúc giá rẻ của Vivo chỉ đáp ứng tốt về mặt đẹp mắt cũng như là về khả năng hiển thị nằm ở mức độ vừa đủ dùng mà thôi. Chứ còn về những yếu tố khác như là về hiệu năng thì mình nghĩ anh em không đánh giá quá cao. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu xem một chiếc máy nằm ở trong phân khúc giá rẻ của Vivo như là chiếc Vivo i16 ở trong năm 2022 sẽ như thế nào. Và hãy cùng chúng mình đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Viettel Store và đây là bài đánh giá chiếc Vivo i16. Chỉ được những ưu điểm so với thế hệ tiền nhiệm, Vivo i16 là một chiếc máy có thiết kế rất đẹp mắt và nếu như anh em hay gọi nôm na là phần mặt lưng mưa sau băng, nếu như anh em để ý thì ở trên chiếc Vivo i16 chúng ta sẽ có những đường kẻ chỉ khi mà chúng ta liếc qua các góc nhìn ánh sáng khác nhau. Chúng ta vẫn hay gọi nó nôm na đấy là phần mặt lưng mưa sau băng. Đây là một phần mặt lưng đáp ứng cho chúng ta được về yếu tố đẹp mắt thì trải nghiệm sử dụng của chúng ta sẽ rất tốt. Ở thời điểm hiện tại khi chúng ta đánh giá ở trong phân khúc giá rẻ thì rất ít hãng đem đến những phần ngôn ngữ thiết kế độc đáo như thế và i16 đã là chiếc máy giành được ưu thế nếu như chúng ta xét riêng về mặt ngôn ngữ thiết kế. Đấy là về yếu tố đẹp mắt mà thôi, chứ còn về khả năng hoàn thiện thì như thế nào. Đây bây giờ mình sẽ dí sát chiếc Vivo i16 và mình gõ phần mặt lưng để anh em nhận ra ngay vấn đề nha. Đó, anh em sẽ thấy rằng phần mặt lưng ở trên chiếc máy này hoàn thiện nó sẽ hơi rỗng một chút, cảm giác gõ không quá đầm tay. Và với mình thì đây là một điều hoàn toàn dễ hiểu, có một mức giá thành rẻ thì phần hoàn thiện của nó bị cắt giảm đôi chút cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu thôi. Phần module camera, hình như năm nay Vivo khá tiến mạnh vào phần module camera khi chúng ta sẽ có một phần module camera hình chữ nhật với hai ống kính rất to. Ngôn ngữ thiết kế này thì gần như tương đồng so với những dòng sản phẩm như i22s hay là Vivo V25 với những hình ảnh rò rỉ trong khoảng thời gian gần đây. Đây là một trong những cái mà mình nghĩ rằng chiếc Vivo i16 sẽ là một chiếc máy có tính hiện diện rất cao ở trong phân khúc tầm giá này, một điểm cộng dành cho i16. Và tất nhiên đấy là hướng đến phân khúc giá rẻ thì chúng ta cũng sẽ có jack cắm tai nghe 3.5mm và ở thời điểm hiện tại chúng ta đã có cổng kết nối đấy là USB Type-C. Đây sẽ là một trong những cái để giúp cho chúng ta có thể đồng bộ cáp sạc tốt hơn ở trong giai đoạn năm 2022. Phần mặt trước thì tất nhiên vẫn là kiểu thiết kế màn hình giọt nước mà thôi. Vậy thì thông số màn hình ở trên chiếc máy này như thế nào? Chúng ta sẽ được trang bị một màn hình IPS LCD với độ phân giải là HD cộng trên kích thước là 6.51 inch. Trải nghiệm hiển thị ở trên chiếc máy này nó nằm ở mức độ khá mà thôi. Tất nhiên rồi, một chiếc máy trong phân khúc giá rẻ không nên kỳ vọng quá nhiều. Sử dụng thực tế thì anh em sẽ thấy ngay đấy là dưới góc nhìn cơ bản chúng ta sẽ không cảm nhận thấy việc rỗ. Tuy nhiên nếu như anh em thực sự chuyển qua sử dụng những chiếc máy với mức độ phân giải màn hình rất cao, chúng ta hoàn toàn có thể thấy rằng đây là một chiếc máy vẫn rỗ ở trong giai đoạn năm 2022. Nếu như Vivo trang bị cho chúng ta phần màn hình với độ phân giải Full HD cộng thì nó sẽ là một trong những cái đáng chú ý hơn rất nhiều. Thế còn về hiệu năng thì sao? Với một chiếc máy không có màn hình tần số quét cao thì trải nghiệm sử dụng của chúng ta cũng sẽ không mượt mà, điều chắc chắn rồi. Lại còn có một điểm đáng chú ý nữa là hiệu năng ở trên chiếc máy này cũng không quá ấn tượng đâu. Chúng ta sẽ được trang bị con chip đấy là Helio P35 và chúng ta sẽ có mức bộ nhớ RAM là 3GB và dung lượng bộ nhớ trong là 32GB. Với mức bộ nhớ như thế và với hiệu năng như vậy thì cũng chỉ là vừa đủ dùng cho những trải nghiệm hiện tại của chúng ta mà thôi. Để xét về tính sử dụng về lâu về dài, không quá ấn tượng là cái thứ nhất. Và cái thứ hai, nếu như chúng ta có chơi game ở trên chiếc Vivo i16 thì mình nghĩ rằng cũng không đáp ứng một cách quá tốt. Vậy thì chiếc Vivo i16 nhấn mạnh vào phần gì? Đấy là về pin. Chúng ta sẽ có một viên pin với dung lượng là 5000mAh và chúng ta sẽ không có sạc nhanh. Hơi đáng tiếc, một viên pin với dung lượng lớn kết hợp với một con chip mà mình nghĩ rằng sẽ không quá phù hợp cho những trải nghiệm gaming của chúng ta. Thì chiếc máy này có thể có một thời gian on-screen ấn tượng, tuy nhiên nếu như có sạc nhanh nó sẽ là một cái gì đấy tốt hơn rất nhiều. Cuối cùng là về camera thì chúng ta sẽ có hai camera với độ phân giải là 13 và 2 megapixel ở camera sau và camera trước sẽ có độ phân giải là 5 megapixel. Trải nghiệm của mình ở trên camera này nó cũng chỉ ở mức độ khá mà thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem qua những bức ảnh mà chúng mình có chụp ở trên chiếc Vivo i16. Đầu tiên đấy là về những bức ảnh ở trong điều kiện đủ sáng thì anh em sẽ thấy có một nhược điểm ở trên chiếc máy này.
đấy là tốc độ lấy nét của nó thì không quá nhanh, và nếu như chúng ta chụp xuất hiện trường hợp bị rung lắc thì ảnh sẽ bị ao nét. Còn đến với những bức ảnh ở trong điều kiện thiếu sáng cũng như là tranh sáng, vốn dĩ là nhược điểm ở trong những chiếc máy phân khúc giá rẻ rồi, mình sẽ chỉ đánh giá qua qua mà thôi. Thì trải nghiệm của mình ở trên chiếc máy này cũng nằm ở mức độ khá mà thôi. Ảnh cho ra xuất hiện trường hợp bị nhiễu hạt, tốc độ lấy nét thì vốn dĩ đủ sáng nó đã không nhanh, thì thiếu sáng nó còn chậm hơn rất nhiều. Và khi mà chúng ta nói đến những bức hình selfie thì đây mới là ưu thế ở trên chiếc Vivo i16, khi chúng ta sẽ chỉ có một ống kính 5 megapixel thôi, nhưng khả năng xử lý hình ảnh vẫn mang một cái gì đấy rất hồn của Vivo. Khả năng xử lý hình ảnh sẽ được can thiệp bởi chế độ làm đẹp, và nếu như chúng ta có được một điều kiện chụp ảnh tốt nhất như là ở trong điều kiện đủ sáng thì ảnh cho ra nhìn sẽ rất nịnh mắt. Tuy nhiên vấn đề được đặt ra ở đây đấy là khi chúng ta chụp hình ở trong điều kiện thiếu sáng thì vấn đề sẽ xuất hiện ngay sau khi mà chúng ta chụp ảnh ra. Chất lượng ảnh cho ra không quá tốt, và đặc biệt hơn hết đấy là những vùng chi tiết mà chúng ta để ý kỹ, như là vùng tóc của bạn này thì nó đã xuất hiện trường hợp đấy là nó bị nhiễu hạt khi chúng ta zoom lên. Và với những vùng chủ thể bị tranh sáng, ví dụ như phần áo của bạn này, thì nó bị noise, nhìn nó sẽ hơi khó chịu một chút. Còn về các tính năng nổi bật thì tất nhiên chiếc máy này vẫn được trang bị cảm biến vân tay. Tuy nhiên IPS LCD mà đúng không, chúng ta sẽ không được trang bị cảm biến vân tay ở trong màn hình, mà sẽ là cảm biến vân tay ở bên phía cạnh. Đây là một trong những điểm mình nghĩ là cũng khá ổn, một điểm gỡ gạc dành cho chiếc Vivo i16. Và để có thể tổng kết lại thì đây là một chiếc máy chỉ vừa đủ dùng cho những trải nghiệm sử dụng hàng ngày của chúng ta mà thôi. Để kết luận chung thì với khoảng giá này chúng ta có rất nhiều những sự lựa chọn khác nếu như chúng ta cần một chiếc máy với mức hiệu năng ngon. Tuy nhiên với mức thiết kế đẹp thì Vivo từ trước đến giờ vẫn luôn là vô đối ở trong phân khúc tầm giá này. Vậy thì anh em đánh giá sao về chiếc Vivo i16? Xin hãy để lại ý kiến của mình ở phía bên dưới phần comment. Và nếu như anh em cảm thấy video này hay, hãy để lại chúng mình xin một like, một share, một subscribe, nhớ bấm chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.